Bạn đang ăn cái gì đấy? Ăn bim bim ạ. Ăn bim bim à? Bim bim bạn mua ở đâu đấy? Siêu thị. À thế à, cháu mua siêu thị ạ. Thế hôm nay là ngày gì? Cháu có thể hiểu như quốc tế không? À, quốc tế thiếu nhi. Thế là mà ai cho tiền bạn đi mua bim bim? Bà Khổng. À, bà Khổng chứ à? Thế là bạn mua được những cái gì nào? Kẹo gì? Kẹo bim chim với cả bim bim à? Thế bạn mua mỗi thứ hai loại thì bạn định cho ai nữa đấy? À, chị em kem ạ. À. Nói rất hẳn hoi mà chứ. Thế hôm nay ngày thiếu nhi thì các cháu họ thiếu nhi lại được quà nhiều đúng không? À, thế à. Vâng ạ. À. Thế là cháu đang ăn đấy, đang ăn bim bim đấy. Thế là không ăn cơm à? Thế sáng nay cháu đi đâu ấy? Cháu đi đâu? Cháu đi ăn phở 58 với ai? Mấy các cụ à, mấy các cụ đúng không? Bây giờ cháu hôm nay cháu đi chơi nhiều thứ nhỉ? Thế bây giờ cháu phải cảm ơn ai? Cảm ơn bà ngoại, cảm ơn ai nữa? Cảm ơn ai cho đi ăn phở nữa? Cảm ơn các cụ đúng không? Các cụ cho đi ăn phở, cảm ơn ai cho tiền mua bim bim này? À, cảm ơn bà Hồng đúng không? Thế này, chúc cháu ăn ngon nhá. Chúc cháu mùa nó sống vui vẻ nhá. Rồi, thế tạm biệt các bạn đây nào. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngày 1 tháng 6 vui vẻ. Xin chào bạn. Bạn cười một cái tươi để tôi kết thúc video. Bạn cười một cái tươi để tôi kết thúc video. Cười xấu quá.